Thế giới đang khát gạo, Việt Nam khẩn trương làm điều này để cứu đói Cuba khiến họ xúc động cảm ơn không ngớt. Xin chào các bạn khán giả của Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, lúc sinh thời, Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã từng nói một câu bất hủ rằng vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Câu nói ấy đã in hằn trong tâm trí nhiều thế hệ người dân Việt Nam. Và Việt Nam từ lâu đã xem người Cuba như anh em ruột thịt thân thiết. Mà đã là anh em thì như thể chân tay, ngay cái lúc mà dầu sôi lửa bỏng này, người Cuba gặp hoạn nạn vì chiến tranh, thiên tai, khủng hoảng lương thực, Việt Nam làm sao mà ngồi yên được. Đã nhiều lần, Việt Nam gửi hàng ngàn tấn gạo, tặng tiền mặt, cơ sở vật chất đến Cuba mà không đòi hỏi bất kỳ sự đền đáp nào. Thế mà mới đây, người Cuba đã không kìm được trái tim của họ mà viết một bài báo cảm động với tiêu đề "Một số gạo đang đến Cuba từ Việt Nam". Vậy các bạn có tò mò muốn biết người Cuba đã xúc động ra sao trước bàn tay giúp đỡ đúng lúc của Việt Nam? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay bây giờ các bạn nhé! Đây là bài báo đặc biệt mà mình vừa nhắc đến ở đầu video. Bài báo được đăng tải bởi tờ Havana Times, một blog và tạp chí trực tuyến độc lập uy tín bậc nhất hiện nay của Cuba. Xuyên suốt bài báo, tác giả đã trình bày nội dung được tóm gọn thế này. Cuba sẽ tiếp nhận chuyến hàng 1.200 tấn gạo do chính phủ Việt Nam tài trợ. Đây là lần thứ 3 trong năm họ làm điều này. Số tiền này tương đương với khoảng nửa bao cho mỗi hộ gia đình Cuba. Mặc dù chưa biết khi nào nó sẽ đến, nhưng một cuộc giao hàng mang tính biểu tượng đã diễn ra đầy xúc động vào thứ hai tuần này. Trong cuộc gặp giữa các quan chức Đảng Cộng sản Cuba và phái đoàn thành phố Hồ Chí Minh tại khách sạn National thủ đô Cuba, tuy nhiên những khoản quyên góp này vẫn chưa đủ để giải quyết tình trạng thiếu hụt và giá mỗi bao đã tăng vọt lên trên 250 peso, cao hơn 1 đô la Mỹ một chút ở một quốc gia có mức lương trung bình dưới 20 đô la Mỹ và nhiều lương hưu không vượt quá 7 đô la Mỹ, nhưng nó là tất cả trong thời điểm khó khăn này. Tính đến hiện tại của năm 2023, đây là lần quyên góp thứ 3 của Việt Nam cho đảo, lần đầu tiên là 5.000 tấn vào tháng 5 và lần thứ hai là 2.000 tấn. Nó dự kiến đến cảng Marien vào tháng 9. Thật khó tin, thời gian qua thì Việt Nam đã trở thành nhà cung cấp gạo thường xuyên cho Cuba, nơi sản xuất gạo không đủ đáp ứng nhu cầu trong nước. Đọc bài báo, có lẽ chúng ta đều nhìn thấy hai điều. Thứ nhất là tình cảnh khó khăn lúc này của nước bạn Cuba. Đất nước bạn của chúng ta vốn đã khó khăn vì cấm vận kinh tế từ Mỹ. Với mức lương trung bình chỉ khoảng 30 đô la, tức là 700.000 đồng một tháng, nay lại còn bị đe dọa bởi cơn khủng hoảng lương thực cận kề. Thứ hai, chúng ta cảm nhận rõ ràng sự biết ơn từ đáy lòng của người dân nước bạn. Có câu một miếng khi đói bằng một gói khi no. Khi chúng ta gặp khó khăn mà có một cánh tay nào đó đưa ra kịp thời, thì thật sự là chẳng có gì đáng trân quý hơn nữa. Khi những video người Cuba đăng tải nói về mối quan hệ với Việt Nam trên YouTube, đặc biệt là những lần hàng ngàn tấn gạo đến tận tay Cuba, cư dân mạng nước bạn vô cùng xúc động, họ đã để lại những dòng bình luận thế này. Sự giúp đỡ đáng nể phục, Việt Nam không giàu có nhưng đó là tất cả những gì họ có thể làm cho chúng ta. Cảm ơn Việt Nam rất nhiều. Mỹ mang đau khổ cho Cuba, Việt Nam mang hạnh phúc cho Cuba. Việt Nam và Cuba chúng ta cách rất xa nhau, nhưng theo tôi biết họ còn thân thiết với chúng ta hơn cả với nước láng giềng là Trung Quốc, sự tôn trọng từ đáy lòng của tôi. Cuba và Việt Nam như anh em ruột có lý tưởng như nhau, người Việt Nam có nghĩa tình luôn sẵn sàng giúp nhân dân Cuba, cảm ơn Việt Nam. Đất nước Việt Nam vẫn luôn ở trong trái tim chúng tôi, mong Việt Nam và Cuba có thể hợp tác nhiều hơn nữa. Thật cảm động trước những lời tâm sự của bạn bè Cuba, những niềm hạnh phúc hiếm hoi của người Cuba chắc chắn sẽ là niềm động lực to lớn để Việt Nam tiếp tục sát cánh cùng nước bạn trong hành trình khó khăn phía trước. Nhìn lại những năm qua, ngành dự trữ quốc gia đã được giao nhiệm vụ xuất hàng vạn tấn gạo là món quà của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trao tặng nhân dân Cuba. Nghĩa là gì? Đó không phải là món quà lúc có lúc không, mà là một nguồn trợ cấp cố định. Năm đầu là từ năm 2007 với 3.000 tấn, năm 2008 300 tấn, năm 2009 3.000 tấn, năm 2014 5.000 tấn và cứ thế tăng dần đều cho đến nay. Năm 2023, con số đã gần chạm mốc 10.000 tấn. Mặc dù việc hỗ trợ gạo chỉ là những món quà nhỏ, nhưng thông qua đó có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với nhân dân hai nước. Càng ý nghĩa hơn nữa, việc hỗ trợ gạo trong thời gian qua luôn được nhân dân Cuba ghi nhận và đánh giá cao. Mà không chỉ cho con cá, Việt Nam còn cho Cuba cái cần câu. Có thể bạn chưa biết, cách đây hơn một thập kỷ, người Cuba không biết cách sản xuất nông nghiệp trồng lúa gạo như hiện nay. Đã có thời điểm người dân bỏ ruộng, bỏ tay trước thiên tai phá hoại mùa màng cho đến khi Việt Nam đến. Việt Nam đã cử hàng ngàn tiến sĩ nông nghiệp sang Cuba tận tay hỗ trợ nước bạn. Khác với đa phần các nước Mỹ Latin khác, gạo là loại ngũ cốc phổ biến và quan trọng nhất trong thực đơn của người dân Cuba. Có những thời điểm trong quá khứ mà Cuba không đủ gạo ăn, không có kinh nghiệm sản xuất và điều kiện vật chất thực sự rất hạn hẹp. Khi ấy, Việt Nam đã xông xáo bắt tay giúp đỡ nước bạn mà chẳng nề hà gì. Khởi đầu từ năm 1999, dự án nông nghiệp đã dần trở thành một trong những biểu tượng của quan hệ hợp tác với Việt Nam và Cuba. Đến năm 2023, sứ mệnh tiếp sức trồng lúa cho Cuba sẽ tiếp tục được triển khai tại 12 trong số 15 tỉnh thành của Cuba, trong đó có 5 tỉnh trọng điểm có sự hiện diện của các chuyên gia trồng trọt Việt Nam. Việt Nam sẽ hỗ trợ Cuba đạt mục tiêu gieo trồng 200.000 hecta lúa gạo với sản lượng bình quân đạt 6 tấn trên 1 hecta, đáp ứng 86% nhu cầu tiêu thụ gạo toàn quốc của quốc gia Mỹ Latin này. Có một điều mà mình luôn tự hào và hạnh phúc mỗi khi nhắc đến, đó chính là toàn thể người dân Việt Nam chúng ta.
Cứ 10 người là đã có 8 người yêu quý người anh em Cuba. Ở bất kỳ nơi đâu khi nhắc đến người dân Cuba, cư dân mạng Việt Nam đều nhiệt tình kêu gọi hãy giúp đỡ cho Cuba mà không nề hà điều gì. Nhiều bạn đã tâm sự trên kênh của mình như thế này. Tôi đã khóc khi thấy người dân Cuba anh em phải đối mặt với khó khăn như vậy. Vì Cuba, Việt Nam sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Chỉ mong có một tổ chức nào đó kêu gọi đóng góp ủng hộ Cuba, tôi sẽ góp hết mình. Thương người dân Cuba quá, Việt Nam mình phải giúp Cuba. Vì lúc Việt Nam khó khăn, Cuba đã giúp Việt Nam. Hãy phát động quyên góp ủng hộ người anh em Cuba. Lúc ta khó khăn, Cuba đã hiến dâng cả máu cứu giúp ta. Giờ đây, bạn khó khăn là lúc ta có cơ hội giúp bạn. Nghe qua đời sống của đồng bào Cuba thật là đau lòng. Nếu có thể, Việt Nam nên giúp đỡ trở lại với đất nước mà mình đã một thời mang ơn với đất nước này. Dưới góc nhìn của tôi, trong các nước bạn bè của Việt Nam chúng ta, tôi chỉ thấy Cuba, Iraq, Triều Tiên là người bạn tốt vô vụ lợi đối với đất nước chúng ta. Theo tôi, các quốc gia này nên được sự giúp đỡ trở lại của chúng ta vô điều kiện như những ngày họ giúp mình vượt qua để thống nhất đất nước. Cái nghĩa của ơn nghĩa là như vậy. Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây là vì sao Việt Nam lại dốc hết sức hết lòng để giúp đỡ cho Cuba, dù đó là một quốc gia cách xa cả nửa vòng trái đất? Vâng, đó là vì lời dặn của ông cha, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Cũng bởi đạo lý ấy, ơn nghĩa ấy mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam từ lâu đã coi việc đoàn kết, ủng hộ và hợp tác với Cuba là một nguyên tắc, một mệnh lệnh của trái tim. Trong chiến tranh khi mình còn khó khăn, Cuba đã giúp mình hết lòng. Bây giờ chúng ta giúp bạn thì phải giúp ở chỗ khó khăn nhất. Cuba đang rất thiếu thốn về lương thực, mình phải giúp bạn trồng lúa, đảm bảo đủ lương thực, hạn chế nhập khẩu. Đó là điều nên làm và phải làm. Còn nhớ khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, Mỹ siết chặt cấm vận, lại bị thiên tai tàn phá liên tiếp, Cuba đã phải đương đầu với rất nhiều khó khăn của thời kỳ đặc biệt, thời kỳ khó khăn nhất kể từ khi cách mạng thành công. Việt Nam đã dành cho đất nước anh em sự ủng hộ hết lòng, tổ chức các đợt quyên góp gạo, quần áo, đồ dùng học tập cho học sinh, máy tính, một số mặt hàng tiêu dùng cần thiết khác gửi sang giúp Cuba. Ngày xưa, những năm 1995-1999, học sinh cả nước thường được vận động ủng hộ Cuba. Số tiền đôi khi chỉ là 200 đồng mà thôi. Tới thời điểm này, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai trong khu vực châu Á và châu Đại Dương của Cuba, là nhà cung cấp gạo chính cho Cuba. Không còn gì phải bàn cãi. Quan hệ Việt Nam-Cuba là tài sản vô giá của hai dân tộc. Đó là tình đồng chí, tình anh em trường tồn, là cầu nối từ trái tim tới trái tim. Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ quý báu của bạn bè, đồng chí, nhân dân Cuba trong suốt hơn 5 thập kỷ qua, nhất là những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, tình huống nào, Việt Nam mãi là người anh em chân thành, thủy chung của nhân dân Cuba. Thực hiện di huấn của Bác Hồ vĩ đại, Việt Nam ta dẫu thiên tai dịch họa suốt năm, đối với Cuba vẫn luôn bắt cơm sẻ đửa, chăn xuôi đắp cùng. Chỉ đáng buồn là hiện nay, người anh em của chúng ta đang phải gặp những khó khăn lớn, nhất là cuộc khủng hoảng lương thực hiện tại của Cuba đang diễn ra hết sức trầm trọng, mà nguyên nhân chủ yếu là do các lệnh cấm vận và trừng phạt của Mỹ. Mong rằng nước bạn sẽ sớm vượt qua cấm vận như Việt Nam đã từng làm được, để người dân nước bạn và cả Việt Nam sẽ chung sống trong thế giới hòa bình, hạnh phúc, bình yên. Trên hành trình đó, Việt Nam nhất định đồng hành với bạn Cuba. Các bạn có suy nghĩ gì sau khi xem video này? Bình luận cho mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp nhé. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nhé. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.